Các bạn, cách tô màu làm sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng đi nào. Bây giờ mình xin tiếp tục tô màu nhé các bạn. Không chị ơi, sạc thì có iPhone mà xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng đi nào. Bây giờ xin tiếp tục tô màu nhé các bạn. Do đó, 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 do
Tôi một không nhé. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên